Trong chương trình Click khám phá thế giới hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về phát hiện dạng san hô khổng lồ nguyên sơ ngoài khơi bờ biển Tahiti của nước Pháp. Bộ sạc nhiên liệu sử dụng dầu ăn đã qua sử dụng. Biến đổi khí hậu tác động như thế nào đến loài chim cánh cụt? Các nhà khoa học đã phát hiện ra một dạng san hô nguyên sơ hình hoa hồng khổng lồ dài 3 km ngoài khơi bờ biển Tahiti thuộc Pháp. Dạng san hô này nằm trong vùng nước được cho là đủ sâu để bảo vệ nó khỏi tác động tẩy trắng của hiện tượng nước biển ấm lên. Dạng san hô nằm ở độ sâu hơn 30 mét, được cho là đã mất khoảng 25 năm để phát triển. Một số san hô hình hoa hồng có đường kính hơn 2 mét. Nhóm các nhà khoa học tham gia thám hiểm đã có một khám phá mới đáng kinh ngạc, đó là một hệ thống dạng san hô nằm ở độ sâu từ 30 đến 70 mét, trải dài trên diện tích khá lớn, lên tới khoảng 3 km, và trong tình trạng rất tốt. Thông thường, các dạng san hô được tìm thấy ở độ sâu 25 mét trong vùng nhiệt đới. Do vậy, rất ấn tượng khi tìm thấy dạng san hô lớn như vậy, trong tình trạng rất tốt, nằm ở độ sâu hơn. Hầu hết các dạng san hô được biết đến trên thế giới sâu nhất là ở 25 mét. Tuy nhiên, dạng san hô ngoài khơi bờ biển Tahiti nằm trong khu vực được gọi là vùng trạng vạng, có độ sâu từ 30 đến 120 mét, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn rất mờ nhưng vẫn đủ cho san hô phát triển. Loại san hô được tìm thấy có hình dáng giống như chiếc lá, và nếu bạn nhìn vào hình ảnh, về cơ bản nó giống một cánh đồng hoa khổng lồ. Vườn hoa san hô theo một cách nào đó, một số trông giống như hoa hồng, một số có đường kính tới 2 mét. Phát hiện này cho thấy có thể còn nhiều dạng san hô lớn hơn chưa được biết đến, ở độ sâu hơn trong đại dương của chúng ta, khi mà mới chỉ có 20% diện tích toàn bộ đáy biển trên hành tinh được lập bản đồ. Tôi nghĩ điều quan trọng là nó cũng đặt ra vấn đề làm thế nào để các dạng san hô chống chịu tốt hơn với biến đổi khí hậu. Bởi vì biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính đang tác động đến các dạng san hô. Ngoài ra còn do tình trạng ô nhiễm và khai thác quá mức. Nhưng chắc chắn, phát hiện này cho chúng ta hy vọng rằng có thể có những hệ sinh thái khác mà chúng ta chưa tìm thấy trong đại dương, đặc biệt là loại san hô ở độ sâu này. Ông nhấn mạnh việc cần thiết phải khẩn trương lập bản đồ toàn bộ đáy đại dương để bảo vệ đa dạng sinh học biển tốt hơn. Điều quan trọng là không chỉ hiểu cách thức hoạt động của các hệ thống đó, cách chúng ta tương tác, mà còn lập bản đồ cho chúng. Chúng ta mới chỉ lập bản đồ cho khoảng 20% diện tích đáy đại dương ở độ phân giải cao. Chúng ta nên đẩy mạnh nỗ lực để xác định vị trí của các hệ sinh thái đó và bảo vệ chúng. Một dấu hiệu của hệ sinh thái biển lành mạnh là các dạng san hô. Chúng giúp bảo vệ bờ biển khỏi tác động của bão và sóng thần, và một số loài được sử dụng trong việc phát triển thuốc chữa bệnh. Dầu ăn đã qua sử dụng đang trở thành nguồn nguyên liệu để tạo ra năng lượng dùng cho ô tô điện ở Australia. Lần đầu tiên nó được sử dụng làm nhiên liệu sinh học cho bộ sạc nhanh. Những người lái xe ở một vùng hẻo lánh xa xôi của Australia đang sử dụng dầu ăn để giúp sạc nhanh hơn các phương tiện chạy bằng điện của họ. Chúng tôi phát minh ra biofuel cơ bản vì chúng tôi dùng xe chạy bằng điện. Chúng tôi cần một phương pháp sạc ô tô bền vững hơn. Biofuel thực sự rất khả thi trên những con đường hẻo lánh, dân cư thưa thớt. Ông John Edwards hy vọng bộ sạc biofuel của mình sẽ giúp tăng số lượng xe điện tham gia những chuyến đi dài tới 2.600 km qua đồng bằng Nullarbor, hoang vắng, rộng lớn, từ 5 chiếc mỗi năm lên 1 đến 2 chiếc mỗi tuần. Trạm sạc biofuel này ở Kajuna sẽ là một trong những trạm sạc nhanh cho các phương tiện chạy bằng điện ở các vùng xa xôi hẻo lánh nhất ở Australia và cả trên thế giới.
Biofilm hoạt động theo cơ chế khép kín. Nó chạy bằng dầu ăn đã qua sử dụng, là dạng chất thải trung tính carbon thân thiện với môi trường và ít tốn kém. Theo ông Edward, Australia không thiếu ánh sáng mặt trời, nhưng giá thành của các tấm pin và sạc bằng pin năng lượng mặt trời vẫn ở mức cao. Năng lượng mặt trời và pin mặt trời hiện tại có chi phí đắt gấp 5 lần chi phí của một đơn vị sạc nhiên liệu biofuel, nhưng nó sẽ phổ biến trong tương lai. Biofuel có thể là phương án dự phòng cho các hệ thống năng lượng đó. Với trạm sạc năng lượng biofuel, nhiều người có thể thực hiện những chuyến đi xa bằng các phương tiện chạy điện mà không phải lo lắng về việc sạc năng lượng. Không chỉ là phương tiện ô tô để đi trong thành phố, giờ đây ô tô điện cũng được dùng cho mục đích phiêu lưu hơn. Nhiều người muốn dùng xe điện để tới những nơi mà những người khác chưa từng đến. Nhà báo Roger Atkins cho biết đây là một giải pháp thiết thực đối với những người còn chần chừ muốn đợi giá pin năng lượng mặt trời giảm và giúp quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch diễn ra sớm hơn. Tận dụng bất kỳ loại nguyên liệu nào và biến nó thành năng lượng có nghĩa là bạn không lãng phí. Đó là việc hữu ích. Và ngay cả khi có sẵn pin năng lượng mặt trời, thì đôi khi giải pháp đó cũng chưa hẳn là giải pháp tốt nhất. Bạn phải tìm kiếm các giải pháp thực tế, cụ thể, và đôi khi là giải pháp thay thế tạm thời. Với biofuel, mỗi lần sạc nhanh trung bình sẽ tiêu tốn khoảng 20 lít dầu ăn. Theo ông Edward, đó là tất cả lượng dầu ăn đã qua sử dụng mà một nhà bếp nhà hàng có thể thải ra trong một tuần. Từ khi có biofuel, nhiều nhà hàng đã bắt đầu tích trữ chất thải này thay vì vứt ra bãi rác như trước đây. Chính phủ Liên bang Australia đã ký cam kết trị giá 178 triệu đô la Australia, tương đương 132 triệu đô la Mỹ, để tăng cường triển khai các trạm sạc cho xe điện, nhưng cũng bị chỉ trích vì không đặt ra mục tiêu loại bỏ dần ô tô chạy bằng xăng. Qua điều tra tác động của biến đổi khí hậu đối với quần thể chim cánh cụt ở Nam Cực, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số loài suy giảm do băng tan, trong khi nhiều loài khác đang gia tăng số lượng do nhiệt độ tăng lên. Hai trong số những nhà nghiên cứu tham gia điều tra này là Alex Borowicz và Michael Griffington của Đại học Stony Brook, Mỹ. Chim cánh cụt được ví như loài canh gác biển. Chúng là một trong những loài dễ thấy nhất ở Nam Cực. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể kiểm tra tình trạng môi trường, sinh thái ở đây một cách đáng tin cậy. Chúng tôi trở lại với các quần thể chim cánh cụt mà chúng tôi đã nghiên cứu, càng thường xuyên càng tốt, để cố gắng hiểu những quần thể đó thay đổi như thế nào theo thời gian. Và để làm được điều đó, về cơ bản, chúng tôi đang đếm số tổ của chim cánh cụt. Để hiểu có bao nhiêu con chim cánh cụt trong một đàn, việc sinh sản của chúng mỗi năm và số lượng của chúng tăng hay giảm ra sao trong điều kiện môi trường qua thời gian. Họ đã di chuyển qua vùng nước đóng băng ở phía đông của bán đảo Nam Cực, nhảy từ mỏm đá này sang mỏm đá khác để đếm số lượng và chủng loại chim cánh cụt ở đó. So sánh với các số liệu ghi nhận trước đây cho thấy, biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống sót của các loài khác nhau trong dài hạn như thế nào. Mặc dù chúng thực sự rất xa ở tận cùng của trái đất, nhưng chúng tôi đang ở nơi có thể chứng kiến những sự thay đổi đầu tiên của môi trường do biến đổi khí hậu. Chúng tôi quan tâm đến việc tìm hiểu xem mức độ phong phú và số lượng tổng thể của nhiều quần thể chim cánh cụt có thay đổi hay không. Họ chủ yếu tập trung vào hai loại chim cánh cụt là Adelie, thích nhiệt độ lạnh hơn, khắc nghiệt hơn, và Gentoo, thích nghi tốt hơn với điều kiện nhiệt độ ấm hơn. Chim cánh cụt Adelie có hình dạng thực sự giống tuxedo, trông rất dễ thương và trông rất điển hình, đúng chuẩn chim cánh cụt. Bất cứ khi nào chúng tôi thấy lượng băng giảm hoặc biến mất hoàn toàn, thì số lượng chim cánh cụt Adelie cũng giảm đáng kể. Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một đàn chim cánh cụt Gentoo mới trên đảo Anderson, phía đông của bán đảo Nam Cực. Loài khác mà chúng tôi quan tâm là chim cánh cụt Gentoo. Chúng có mỏ màu đỏ tươi, có loại mỏ màu đỏ cam tươi và một mảng trắng rất dễ thương trên đỉnh đầu. Chúng ngọt ngào và thật tuyệt vời khi được làm việc quanh chúng.
Chúng có khả năng chịu đựng tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ ấm hơn, thiếu băng trên biển. Quần thể của chúng thực sự đang tăng lên đáng kể. Các vùng của Nam Cực đã có những thay đổi nhanh chóng. Phía tây của khu vực này là một trong những nơi ấm lên nhanh nhất trên hành tinh. Một số quần thể chim cánh cụt bị hủy hoại đã được ghi nhận ở phía tây Nam Cực. Và người ta hy vọng rằng phía đông, đặc biệt là khu vực gần Westdale, có thể vẫn là nơi trú ẩn an toàn cho những chú chim cánh cụt Adelie ưa lạnh. Chúng ta vẫn còn thời gian và chúng ta vẫn còn chim cánh cụt. Chúng chưa bị tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Điều này mang lại cho chúng ta một cơ hội để xác định những vị trí ở Nam Cực thực sự quan trọng để thiết lập các khu bảo tồn trên biển. Các khu bảo tồn biển có vai trò rất quan trọng để bảo tồn các loài trên khắp hành tinh và tiến hành nghiên cứu khoa học không chỉ về loài chim cánh cụt mà còn tất cả các loài khác ngoài đại dương. Các nhà khoa học sẽ tiến hành nhiều nghiên cứu khác để điều tra thêm xem liệu quần thể chim cánh cụt có đang thay đổi ở phía đông Nam Cực hay không. Giờ đây, những ai yêu thích nhà thờ Đức Bà Paris, một trong những công trình kiến trúc điển hình của nước Pháp, có thể tham gia một tour khám phá độc đáo về nhà thờ này qua công nghệ thực tế ảo. Hiện nhà thờ vẫn đang được tu sửa và dự kiến đến năm 2024 mới mở cửa trở lại. Bằng công nghệ thực tế ảo, du khách có thể tham quan nhà thờ Đức Bà qua nhiều thời đại. Trải nghiệm nhập vai đưa du khách tham gia một chuyến đi kéo dài 45 phút với các hiệu ứng hình ảnh và âm thanh hoàn chỉnh, có thể tìm hiểu nhà thờ từ khi mới được xây dựng đến khi bị lửa thiêu rụi vào năm 2019. Các khu vực trong nhà thờ được tái tạo bằng hình ảnh thực tế ảo, trong đó có khuôn viên xung quanh nhà thờ khi công trình được xây dựng vào thời Trung Cổ, bên trong của nhà thờ hoặc một trong những tòa tháp nhà thờ ngày nay, cũng như nhiều nơi khác. Tôi rất ấn tượng bởi thực tế là dự án này cho phép quay ngược thời gian, không chỉ lại được nhìn ngắm nhà thờ Đức Bà mà còn được tìm hiểu về công trình này trong suốt chiều dài lịch sử, ngắm nhìn một số hình ảnh đầu tiên về các con hẻm thời Trung Cổ, vân vân. Tôi thấy rất ấn tượng và tôi nghĩ rằng nó là trải nghiệm rất thú vị. Các nhân vật lịch sử như kiến trúc sư Pháp Auger Violet Le Duc, người để lại dấu ấn trong cuộc trùng tu nhà thờ vào cuối thế kỷ 18, hay cựu Tổng thống Pháp, tướng Charles de Gaulle, sẽ cùng đồng hành với du khách qua các thời đại khác nhau. Dự án này được phát triển trong 2 năm bởi công ty khởi nghiệp thực tế ảo Immersive của Pháp, trong đó có các nhà sử học và kiến trúc sư. Dự án được tài trợ hoàn toàn bởi công ty viễn thông Orange của Pháp. Công nghệ thực tế ảo cho phép thực hiện những điều bạn không thể làm trong cuộc sống thực. Đây là những gì chúng tôi muốn làm với các cuộc thám hiểm khám phá nhập vai. Chúng tôi muốn tạo ra những trải nghiệm bổ sung cho thực tế, và vì vậy chúng tôi xây dựng chuyến du hành xuyên thời gian, thăm những khu vực đã mất của nhà thờ, hoặc gặp gỡ những nhân vật từng là một phần lịch sử của nhà thờ Đức Bà Paris. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng mối liên kết cảm xúc, bối cảnh, để cuối cùng thôi thúc mọi người có mong muốn được đến tham quan nhà thờ ở ngoài đời thực. Một tour tham quan nhà thờ có mức phí là 30 euro, tương đương 34 đô la Mỹ một người. Dự kiến tour tham quan bằng công nghệ thực tế ảo này sẽ được triển khai ở các thành phố khác trên thế giới như New York, Roma và Moscow. Nhà thờ Đức Bà dự kiến mở cửa trở lại cho công chúng vào năm 2024, cũng là năm Pháp đăng cai Thế vận hội mùa hè 2024. Nhà thờ Đức Bà Paris từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết kinh điển Thằng Gù Nhà thờ Đức Bà của đại văn hào Victor Hugo, là di sản thế giới được UNESCO công nhận, từng thu hút 13 triệu du khách ghé thăm mỗi năm.